Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi Góc nhìn hôm nay. Nội dung hôm nay xin được gửi đến quý vị là lãng phí từ công trình nằm chờ hạ tầng kết nối. Và tôi là Ngọc Dũng sẽ hân hạnh được đồng hành cùng quý vị xuyên suốt chủ đề này. Thưa quý vị, kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 cho thấy tiến độ nhiều dự án chậm so với kế hoạch ban đầu, một số dự án chậm đưa vào sử dụng làm giảm hiệu quả vốn đầu tư. Cá biệt, có dự án thực hiện hơn 18 năm vẫn chưa hoàn thành, còn tỷ lệ giải ngân thấp. Việc bố trí phân bổ giải ngân vốn đầu tư công chưa hiệu quả hoặc không kịp thời. Nhiều ví dụ điển hình sử dụng lãng phí nguồn lực đầu tư công kém hiệu quả phục vụ đời sống do chậm đưa vào khai thác. Đây cũng là nguyên nhân kéo theo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công luôn thấp từ năm này qua năm khác. Mới nhất như 6 tháng đầu năm nay, chỉ đạt 27,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Một vài ví dụ sau đây về chậm triển khai thực hiện các dự án chỉ vì thiếu công trình phụ trợ tại Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cho thấy điều này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dự án đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài có chiều dài gần 988 mét với tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư. Với mục tiêu giảm áp lực đầu mối giao thông ngã ba Tân Vạn, quốc lộ 1A và quốc lộ 13 vốn đã quá tải. Thời gian thực hiện từ năm 2016 và dự kiến sẽ hoàn thành năm 2022, nhưng chỉ còn một nút thắt khoảng 50 mét, điểm cuối kết nối với xa lộ Hà Nội do chưa thể khơi thông, nên cả dự án Mỹ Phước Tân Vạn nối dài cứ phải nằm chờ mãi. Đó là do công tác bàn giao mặt bằng của các cái hộ dân cũng như các tổ chức trên tuyến đường là chậm giao mặt bằng. Đến thời điểm này nó còn vướng cái đầu ra, tức là kết nối vào xa lộ Hà Nội mở rộng. Thì đối với dự án xa lộ Hà Nội mở rộng thì là một cái dự án riêng, đó là sau khi người ta bàn giao mặt bằng cho mình rồi mình sẽ tiến hành là kết nối vô. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì hai dự án thì gặp nhau thì nó không có kết nối được do là cái phần mở rộng của xa lộ Hà Nội là chưa thực hiện được. Vì cái con đường xa lộ Hà Nội mở rộng là nó có một đoạn đó là nằm chồng lên cái dự án này. Chính vì như thế khi cái dự án xa lộ Hà Nội mở rộng chưa triển khai được thì dẫn đến cái con đường Tân Vạn này nó cũng chỉ kéo tới đó thôi. Bây giờ một trong những cách giải pháp là làm như thế nào đó chủ đầu tư cái đường mở rộng xa lộ Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thị xã Di An ngồi lại với nhau để thống nhất chúng ta giải quyết. Hiện nay tỉnh Bình Dương đang cùng thành phố Hồ Chí Minh tìm cách sớm kết nối tuyến đường vào quốc lộ 1A, đảm bảo hiệu quả và mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, để tiếp nhận và làm thủ tục cho giải phóng mặt bằng, thi công nốt 50 mét này có lẽ sẽ phải mất thêm một năm nữa. Bài toán tránh lãng phí đầu tư công rất bức xúc. Việc là nhà nước đầu tư bằng vốn đầu tư công ấy, sẽ rất hiệu quả nếu là chúng ta tổ chức đấu giá ở các cái vùng đất ở xung quanh. Nhưng mà tuy nhiên thì qua khảo sát thì tôi cho rằng là hiện nay thì toàn bộ xung quanh hai bên đường này thì có rất nhiều các cái cơ sở, các cái nhà máy có hiện trạng từ trước. Nếu trong trường hợp mà chúng ta thực hiện được việc đấu giá mà giao cái đấu giá đất và thực hiện các cái dự án nhà ở đô thị ở xung quanh thì sẽ vướng mắc, sẽ khó khăn. Tôi cho rằng là tỉnh sẽ phải có cái phương án tối ưu về việc xác định cái hiệu quả từ con đường này. Còn đây là dự án cảng quốc tế Sao Biển tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có diện tích hơn 68 hectare, được bàn giao đất trên thực địa năm 2012. Mọi thủ tục đầu tư, thiết kế thi công, nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành. Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục vẫn dở dang. Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tháng 12 năm 2016, nguyên nhân chậm triển khai do đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải tại khu vực đất của công ty cổ phần cảng quốc tế Sao Biển thuê hiện nay chưa được thi công. Tuyến đường này là do cái tuyến đường quản lý của tỉnh nằm ngoài ranh của dự án nên các những cái thủ tục liên quan đến hành chính hay những thủ tục liên quan về tuyến đường này thì chủ đầu tư không có thông tin. Đường này nếu hoàn thiện giải quyết rất nhiều cái vấn đề cho dự án. Giải quyết hầu như là những cái khó khăn liên quan tới cái phương tiện ra vào trong giai đoạn xây dựng kể cả giai đoạn vận hành khai thác. Dạ, vận hành khai thác, báo cáo với anh chị nếu mà vận hành khai thác mà không có những tuyến đường này thì không cách nào vào hết. Trong khi con đường mang sứ mệnh kết nối vẫn chưa hoàn thành vì một số lý do khách quan, bất khả kháng, dự án cảng quốc tế Sao Biển được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng và kỳ vọng về điểm nhấn phát triển kinh tế cảng biển, du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu cứ phải nằm chờ
mà chưa biết đến bao giờ sẽ hoạt động. Cần nhắc lại là dự án này đã được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bàn giao đất trên thực địa ngày 23 tháng 2 năm 2012 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 3 tháng 1 năm 2013. Chỉ vì thiếu 50 mét đường kết nối hay thiếu đường liên cảng mà cả con đường được đầu tư để giải tỏa ùn tắc hay một cảng biển mới đã không thể khai thác được. Nghịch lý này không phải ở Bình Dương hay Bà Rịa Vũng Tàu, mà nhiều địa phương khác cũng vướng mắc chuyện may xong áo chỉ còn thiếu vài cái cúc, khiến cho cái áo chưa được mặc ngay. Tình trạng dự án treo hoặc công trình đã xong nhưng cứ nằm chờ hạ tầng kết nối đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và gây lãng phí lớn đến nguồn lực quốc gia. Thanh tra kiểm toán để phát hiện những lãng phí thất thoát này là cần thiết. Giai đoạn 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 1.243 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 431.435 tỷ đồng, qua đó tăng thu ngân sách nhà nước 72.380 tỷ đồng và giảm chi được 107.240 tỷ đồng. Phát hiện các kẽ hở trong cơ chế chính sách pháp luật, những điểm nghẽn, rào cản ảnh hưởng đến động lực phát triển kinh tế, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế, hủy bỏ 960 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của nhà nước, cung cấp thông tin số liệu cho Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và các cơ quan chức năng sử dụng trong quá trình phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, thực hiện chức năng giám sát và xây dựng pháp luật. Những yêu cầu này lại được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Kiểm toán Nhà nước. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, toàn ngành kiểm toán đã triển khai 138 trên 234 đoàn kiểm toán theo kế hoạch. Với 6 báo cáo kiểm toán chuyển từ kế hoạch kiểm toán năm 2021 sang năm 2022, kiểm toán đã kiến nghị tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước hơn 8.661 tỷ đồng, kiến nghị khác 14.857 tỷ đồng, chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan điều tra để xem xét điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Những kết quả này đã tiếp tục khẳng định vị thế của kiểm toán nhà nước trong bộ máy nhà nước, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị kiểm toán nhà nước tiếp tục đổi mới phương thức kiểm toán từ kế hoạch đến triển khai hoạt động, tổng kết đánh giá cuộc kiểm toán thí điểm từ xa đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để từng bước mở rộng thực hiện kiểm toán từ xa áp dụng cho lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và các lĩnh vực khác trong thời gian tới, tiệm cận với thông lệ kiểm toán quốc tế. Chú trọng phát hiện kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp, tham gia kiến nghị đối với các chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội, đặc biệt lưu ý đến các kiến nghị để hoàn thiện quy định về mua sắm công, đấu thầu, quản lý đất đai, quản lý thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang có nhiều bất cập, hạn chế, vướng mắc trong triển khai và có kẽ hở gây thất thoát lãng phí trục lợi, và ngược lại nó cũng có cái tức là không có quy định, nó có tình trạng nó cũng đình trệ. Tham gia phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức một số phiên giải trình, đẩy mạnh công khai kết quả kiểm toán của từng cuộc kiểm toán. Đề nghị các kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước luôn giữ vững đoàn kết, nâng cao đạo đức thực thi công vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, công tâm chính trực để đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công một cách công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác. Giai đoạn 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước mới chuyển 21 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra, xử lý và cung cấp 763 hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. Những con số này vẫn còn quá ít so với một loạt các vụ việc được phản ánh trong thời gian qua. Cần thiết phải đẩy mạnh kiểm toán cả quá trình hoạt động quản lý, từ khâu khởi đầu cho đến khi kết thúc dự án. Nếu thấy có nguy cơ gây lãng phí, thì ngành kiểm toán phải dừng hoạt động đó lại, nhằm hạn chế mức thấp nhất xảy ra vi phạm. Đặc biệt, thông qua hoạt động chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước phát hiện những hiện tượng, những dấu hiệu tham ô, lãng phí, không tuân thủ pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính, sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản nhà nước. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt lỗ hổng về cơ chế chính sách đối với nhiều lĩnh vực được kiểm toán như đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT, quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nghĩa là phải phân tích được chính xác nguyên nhân nào đang treo sự lãng phí thất thoát thì mới có liều thuốc phù hợp. Tình trạng mà lãng phí thì theo chúng tôi nó tập trung chủ yếu trong cái lĩnh vực liên quan đến đầu tư công, mua sắm đấu thầu, tài sản công.
vào trong cái lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và trong thông qua công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp. Thông qua cái kiểm toán các dự án đầu tư công thì chúng tôi nhận thấy là các dự án treo thì thường là do cái chất lượng quy hoạch ban đầu là không đảm bảo, dẫn đến cái việc điều chỉnh quy hoạch và dẫn đến phải có những cái biện pháp khắc phục cái hậu quả do quy hoạch treo mà cái quy hoạch phê duyệt nó không chuẩn để đem lại và dẫn đến là kéo dài dự án, hoặc là do dự án thì phê duyệt quy hoạch rồi thì tuy nhiên thì lại không cân đối bố trí được nguồn vốn thì dẫn đến gọi là trường hợp quy hoạch treo, hoặc là đơn cử là như là dự án đã thực hiện được rồi nhưng mà lại vướng mắc giải phóng mặt bằng, do đó thì có thể nó là lại treo ở một công đoạn nào đó, ở một khu vực nào đó trong cái tuyến đường dự án đấy mà chạy qua. Các đoàn giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí đang và tiếp tục làm việc tại các địa phương, bộ ngành. Nhưng bên cạnh những kết quả hoạt động của kiểm toán nhà nước, số liệu báo cáo về phát hiện vi phạm, kiến nghị xử lý thu hồi, kết quả thực hiện kết luận kiểm toán cho cả giai đoạn 2016-2021 vẫn còn đổ trễ về thời điểm, cần được chuẩn hóa, đồng bộ, khớp nối với nhau, từ đó mới xác định cụ thể những kết luận, kiến nghị chưa thực hiện được. Báo cáo cần thêm các số liệu dẫn chứng phân loại theo nhóm vấn đề để đưa nhận định chính xác, thay vì đưa vào những kiến nghị đã được thực hiện. Kiểm toán nhà nước phải cung cấp kết quả kiểm toán theo chuyên đề mới dễ theo dõi và thực hiện. Từ báo cáo cho thấy, quá nhiều điều còn tồn tại, hạn chế, vi phạm khi lập và thi công dự án gây lãng phí lớn từ nguồn vốn đầu tư, đất đai quy hoạch cho dự án, nhưng để lãng phí do thiếu vốn thi công hoặc phát sinh ngoài dự kiến. Thế nhưng khá nhiều vi phạm mới được kiểm toán mà nhà nước nêu một cách chung chung, chưa được điểm tên chỉ mặt một cách cụ thể và kiến nghị xử lý mạnh tay, dẫn đến kéo dài nhiều năm không xử lý được. Như vậy chỉ còn cách gắn xử lý tài chính với kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân để chấn chỉnh, tăng cường tính nghiêm minh trong quản lý ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước. Cùng với đó đẩy mạnh công khai, minh bạch hoạt động thanh tra kiểm toán, cũng như công khai việc phát hiện và xử lý các hành vi lãng phí của các cơ quan có thẩm quyền. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.